Đây là con cánh chiếc ghe mành chụp này. Đây là ghe mành chụp của Bình Định này, đang có tiến về biển mặt sau của đảo Phú Quý. Chiếc ghe khá là to luôn. Thời tiết hôm nay thì cũng khá là thuận lợi cho những chuyến ra khơi. Chiếc ghe đang chạy với một tốc độ khá là chậm. Ghe này là ghe mành chụp, ghe mành chụp của Bình Định các bạn. Thì những chiếc ghe màu sơn của Bình Định rất đặc biệt luôn. Thường là những chiếc ghe được sơn xanh và có diền màu đỏ. Chiếc ghe vẫn đang tiến về phía trước với một tốc độ khá là chậm. Thì lúc này cũng có những chiếc thuyền chạy cá ngừ các bạn. Đó, những chiếc thuyền chạy cá ngừ rất là nhiều ở khu vực này. Chạy theo hướng này thì tầm khoảng hơn nửa tiếng nữa thì mới đến ở biển mặt sau các bạn. Đây là những chiếc xuồng, những chiếc xuồng nốt này. Đó, đây là những chiếc xuồng nốt đang có chạy cá ngừ này các bạn. Đang có đường đầu với sóng gió này. Mặc dù là những chiếc ghe nốt rất là nhỏ luôn. Đây. Mùa này là mùa cá ngừ nó về các bạn. Nên những chiếc ghe nốt này người ta chỉ đi chạy cá ngừ các bạn. Đây, chiếc ghe mành chụp vẫn đang tiến về phía trước này với một tốc độ khá là chậm. Đây, chiếc ghe nốt đã tiến lên này. Đang có chạy cá ngừ nè các bạn. Đó, phía sau thì có một ngư dân này. Chiếc này thì chỉ đi có một người, như là đang có cuốn cá vào thì phải. Những hình ảnh rất là đẹp luôn. Cùng có hai người các bạn. Người đang có xách nước
thuyền nốt vẫn đang tiến về phía trước. Đây. Chiếc ghe mảnh kịch vẫn đang tiến về này, tốc độ khá là chậm luôn. Còn đây là hòn cứng này các bạn, đó, hòn cứng của đảo Phú Quý này. Đây. Đây là một cái hòn đảo nhỏ, nói đúng hơn là một ghềnh đá nổi lên các bạn, giữa biển khơi bao la luôn, rất là tự nhiên luôn này. Chiếc ghe nốt vẫn đang tăng tốc tiến về phía trước. Còn như vậy là hình ảnh các bạn vừa xem là cận cảnh chiếc ghe mảnh chụp của Bình Định đang tiến vào biển sâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy đăng ký để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.